Rồi hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ. Và tiếp tục hôm nay mình đi thăm bãi ếch các bạn ơi. Thì hôm gà anh em trên kênh mình phiên mình đặt lập ếch nên kỹ kỹ lúa người ta lại tí. Thì trước tiên mình xin cảm ơn những anh em đã góp ý chân thành cho kênh mình nhé. Thì mình sẽ cố gắng mình dẹt lúa ra và mình đặt mấy chỗ trống các bạn ơi. Rồi hôm nay mình đi bãi ếch ở cái kênh ngang sông mình luôn bạn. Trước cửa nhà mình luôn nè bạn. Trước cửa nhà mình luôn nha bạn. Kênh bên đây nè. Mới đi thăm câu cá lóc vậy bạn ơi. Quay quá trời quay luôn. Cuối cuộc dính được có một con một à. Ở xóa clip luôn bạn ơi. Làm hại giờ này chưa nắng luôn nè. Rồi thì mình đậu xe đây nha bạn. Đậu xe đây đi. Vô đây chạy hết được các bạn ơi. À, vô đây là người ta đào đát ngang, đào đường nước ngang hết rồi. Thì mình thăm vài chổng mấy cái, tối 5-6 cái quên rồi. Thì mình thăm vài ra bạn. Thăm vô chổng rồi mình gom vài ra. Rồi cái đầu tiên đây luôn bạn ơi. Ổng gà mở hàng xui quá, mở hàng không có gì trơn mà. Rồi cái này coi sao. Mua hàng ơi. Rồi ơi. Sướng quá bạn ơi. Bữa nay ngon rồi nè. Mở hàng phải gì chứ. 3 thằng nha bạn. Ồ quá đã luôn bạn ơi. Quá sướng. Thì anh em nào nói cái bài mồi của mình đó bạn. Bài mồi cắm câu ếch á, bài mồi lập ếch mình dở á. Anh em không tin á. Mà mình cũng không muốn anh em phải gò bó vô mình nữa. Thì anh em tin không tin mình cũng không có trách nhất về anh em hết nha. Nhiều anh em kêu mình đi lên kênh Thi miền Tây á bạn, mua cái mồi đó về cắm. Thì mình xin nói luôn là bài mồi anh em mình làm nghề nhau á, bài mồi mình tự biết trơn à. Thì Thi miền Tây bài mồi hay cỡ nào thì mình không biết á, nhưng mà mình tự tin với bài mồi của mình tin tưởng cái bài mồi mình thôi. Tại vì anh em trong nghệ nha, mình biết nè. Rồi có bạn nói Thi miền Tây dính một cái 2-3 kg. Hồi xưa thì mình thấy nha bạn, hồi xưa thì cái vô 1 kg có, ký mấy có. Xưa ông bà xưa mình đặt xưa ít nhiều lắm bạn ơi. Bây giờ thì mình chưa thấy nha bạn. Rồi. Cái này ngập lúc luôn rồi, xui quá bạn ơi. Mới mở hàng cái đầu tiên ngon lành, cái này ngập lúc luôn rồi. Rồi không có con gì trong đây luôn nha bạn. Cái này làm nhiều clip cho anh em Tết xem bạn ơi. Dự trữ lại Tết xem. Chứ Tết mình không có đi săn bắt nha bạn. Bạn hiểu lầm nói Tết mình đi săn bắt. Đại Tết mình dự trữ clip lại Tết mình đăng cho anh em xem. Chứ Tết bỏ bê kênh không được các bạn ơi. Rồi cái này không dính nha bạn. Cái tiếp theo luôn. Chưa nắng là về còn đi dẫm lúa nữa bạn ơi. Quá trời công chuyện luôn. Chưa lại mình còn đi edit video, tối là edit video, đăng video tùm lum chứ không ai. Nhiều bạn kêu mình đi làm lập ếch thì mình đâu có thời gian đâu. Lập ếch nó làm lâu lắm bạn, quá mau. Dân ta chiên làm thì nhanh, còn dân mình làm mình đặt nó thì lâu lắm. Mình không có chiên, mình chỉ biết làm thôi chứ mình đâu có chiên làm lập ếch đâu bạn. Ta chiên làm ta bán nhiều lắm bạn ơi, ta làm giỏi lắm. Rồi cái tiếp theo đây luôn bạn ơi. Rồi có dấu vỏ ếch nè bạn. Vỏ ếch hay cua ta? Vỏ ếch hay cua bạn. Rồi cua hàng đi. Cua hàng. Rồi 2 con bạn ơi. Nè. Rồi ôi ngon rồi, ngon rồi. Tối quá không biết anh em thấy không. Nè. 2 con nha. Con nằm dưới, con nằm trên nè. Đó. Rồi đi bạn ơi. Quá im à. Bữa nay ngon rồi. Ê, đúng rồi. Thì nhiều anh em nói hình ảnh chất lượng của mình tệ các bạn, rung lắc rồi không thấy gì á, thì các bạn thông cảm nha. Camera mình camera cùi, mình chưa đủ kinh phí để mình nâng cấp camera bạn ơi, kênh còn nhỏ mà. Rồi đâu rồi cái không phải đây bạn ơi, mình rất là tôn trọng các bạn. Các bạn góp ý gì mình cũng tiếp thu hết bạn, mình sửa đổi hàng ngày luôn á. Các bạn yêu cầu mình làm cái gì mình cố gắng hết sức luôn á. Nhưng mà nhầm khi mình làm không kịp đó bạn. Các bạn thông cảm nha. Rồi cái này đâu bạn. Cái này nước ngập luôn. Ủa hôm qua đặt đâu nước ngập đâu, sao nay nó ngập ta. Hình như có bạn ơi. Thấy nó ủng. Rồi có dấu giò từ lừ hết luôn bạn ơi. Nè. Bạn thấy dấu giò không? Nắng chói không biết bạn thấy không. Nè dấu giò quá trời. Mình thấy nước nó động nó không biết sao nha. Cua hàng ơi. Rồi có luôn bạn ơi. Nè. Đó. cái mỏ nó ló lên kìa, không biết mấy con nha các bạn. Nước ngập thường thường là ít nó vô nó ra được nha các bạn, nó nổi lên ngay cái miệng hôm á. Rồi hai con bạn ơi, hai con nè, hai con. Ô, ở đây im rồi bạn ơi, ở đây im rồi. Hai con nha bạn. Đó, đây con nữa nè, biết có lỗ nữa ra không, nó ra cái mệt á. Ồ, gà lại đi bạn ơi, rồi mình đi tiếp luôn các bạn ơi. Đây mình đặt mấy cái mình quên rồi. À, hình như là mình kết thúc bằng cái lợp hông tre các bạn ơi. Nhiều khi ý mình đặt có hai chục ngoài cái bạn, mà còn quên lên mình xuống. Anh em đặt 7-80 cái mới hay. Cái một chỗ mà nhớ. Nhưng mà ngày bạn ơi, ngày là phải nhớ, mình cầm câu ếch cũng vậy nữa, mình cầm 500-600 cân, 500 cân mà mình vẫn nhớ bình thường. Ngồi đó mình đi tới đó là mình biết nó nằm ở đâu rồi bạn. Rồi, cá tiếp theo nha bạn. À, khui hàng. Khui hàng. Ô, hai con bạn ơi. Ngon quá. Hai con luôn nè. Ô, ở trong đây chạy lại bạn ơi, ngon quá. Hai con nha bạn. Rồi. Hình như cái này cái cuối các bạn. Cái nào không che là cái cuối đó. Nãy giờ vô đâu 5 cái các bạn, 5 cái phải không ta, mà có 1 cái một chất quớt à, cái đó bị ngập nha bạn. Đây cái cuối cùng đây, không che đây, biết tình hình sao đây. Rồi không thấy dao dở ếch hay gì ta, rồi không thấy dao dở ếch bạn ơi, kiến không à, khui hàng rồi không có nghe bạn, không chạy rồi bạn ơi, hôm nay không che củ bắp rồi. Rồi mình ngưng đây bạn, mình gom lợp dài về chổng rồi mình quay tiếp bạn ơi. Rồi mình 6 cái mình dính 4 cái nha bạn, không phải là 5 cái, 6 cái mình quên lộn. Rồi mình đi tiếp lên trên đó các bạn ơi. Mém lật rộng rồi bạn ơi. Rồi cái tiếp theo đây luôn. À, dạ, dạ. Rồi không thấy dấu giò, thấy ốc không à. Ui hàng, ôi ôi nè, ôi ôi sướng quá bạn ơi. Ôi ôi một lạp luôn. Ôi mới thấy bữa nay chạy rồi bạn nè, 3, 4, 5, 6 luôn, 6 thằng luôn, 2, 3, 6 thằng luôn bạn. Cái này hơn nửa ký luôn á, nhưng nửa ký á bạn. Ôi, ôi con bành bành không à, sướng gì đâu luôn á bạn ơi. Rồi đi tiếp bạn ơi. Dạ. Rồi lợp hông tre luôn nè bạn, đặt giữa đường rồi có luôn bạn ơi, ủng ủng nè, động nước rồi, có dấu giò trên đây luôn nè, dấu giò quá trời quá đất luôn. Ôi ơi, trời ơi nó sướng các bạn ơi, để lên cho bạn xem. Bữa nay chạy sướng rồi, nước không à, không có gì rửa hết trơn ta, nè bạn, 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng, 4 thằng có con chà bá luôn nè bạn. Ôi, quá sướng bạn ơi, kiếm gì rửa cho bạn xem chứ. Ôi các bạn ơi, hông tre nó chạy, không biết bạn thấy không ta, quá trời quá đất luôn. Hông tre này khó nhìn lắm á nè, một con trên đây nha, dưới đây 3 con nè, 2 con đây nè, đây 1 con nữa là 2 con nè, đây 2 con nè. Đó, còn bạn không thấy để hồi về nhà mình trút cho bạn xem. Hiểu theo yêu cầu anh em thì kêu mình trút rồi, ok mình trút luôn bạn. Video dài dài các bạn nhớ xem ủng hộ mình á, chứ video dài quá các bạn không xem tội nghiệp mình, tại mình làm theo yêu cầu bạn đổ ra luôn. Rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Ê, cái mém lật rộng rồi xe rồi. Rồi cái tiếp theo bạn ơi. Này tình hình sao đây? Này dấu giò phải không ta? Đỡ ra. Rồi trời đất ơi, vô con cốc nữa bạn. Oh shit, vô con cốc. Rồi à, xui luôn rồi. Vô con cốc. Con cốc chứ không phải ăn hết nha bạn. Trời ơi, vô con cốc. Rồi đi tiếp bạn ơi. Cái ngon gì mà vô con cốc ta. Rồi, cái tiếp theo nằm ở đây luôn bạn ơi. Ây da. Có dấu giò nè bạn, bấy nhừ hết trơn luôn nè. Khui ha, trời ơi. Dấu giò bấy nhừ hết con một ta. Cái vậy. Dấu giò bấy nhừ hết con nè bạn. Ôi ôi. Dấu giò bấy nhừ hết con à. Rồi đi tiếp luôn bạn ơi. Đây 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 đây. Ôi giời. Nó nằm đây. Nó đang nằm đây anh em ơi. Khui ha. Khui ha. Khui ha. Ôi ôi. Ba thằng bạn ơi. Nè, ba thằng. Đó. Ba thằng. Ba em to đùng. Mừng quá. Ngon này. Hôm nay có lý rồi bạn ơi. Rồi cái tiếp theo đây luôn bạn ơi. Khui hàng. Rồi đừng con nha bạn. Nấp đây nè. Nấp đây nè. Đó. Một thằng. Một thằng. Yeah. Tiếp bạn ơi. Rồi. Ây da da. Rồi xem em dướng cái quần vô rồi. Té rồi. Khui hàng ơi. Có không? Ôi ôi, ba con bạn ơi. Ba con nè. Hai con. Đây con. Ê bốn con luôn. Bốn con luôn bạn ơi. Ôi ôi, bốn con luôn. Để mình rửa ăn coi. Rồi. Quá sướng. 4 con hay 5 con ta? Mà 4 con này bạn ơi. Ôi ôi kìa. 2 con đây. 2 con đây nữa. 4 con. Ôi sướng quá bạn ơi. Rồi, tiếp theo luôn bạn ơi. Đi tiếp. Đấy. Đặt hai cái kế bên luôn, quên. Trời, gấu giò nè bạn. Đó, các bạn thấy nó quậy bấy nhừ không? Quậy bấy nhừ luôn. Nè nè nè, nó bư nè, thấy không? Nó bư kiếm chỗ vô nè. Mình tại mình cho nó hở đây nè, nó bắt mùi bư, kiếm chỗ vô mà chỗ này không có vô được. Rồi, khui hàng luôn bạn ơi. Rồi hai thằng các bạn ơi. Hai thằng. Ba thằng luôn. Thằng nhỏ nữa. Nè. Ba thằng luôn nha bạn. Có con thằng nhỏ. Rồi mừng rồi, vui rồi. Rồi để cái luôn bạn ơi. Rồi như có bạn ơi, nghe động động nè, nước nó ủng ủng nè. Rồi chú giờ lư luôn nè bạn, bấy hết nè nè, cho bạn xem ở đây nè. Đó không, nó bư nè, dấu giò bư nè. Rồi khui hàng luôn bạn ơi. Khui hàng. Rồi mấy em đây, như là ba em ạ. Như là ba em nha. Ba thằng bạn ơi. Ba thằng. Nó sáng cái này kỳ quá ta. Các bạn thấy rõ không? Ba đằng nha. Rồi, tiếp bạn ơi. Đi tiếp. Đây, cái tiếp đây bạn. Rồi. Giống giò lừ hết luôn bạn ơi. À. Giống giò nè bạn thấy không? Nắng chói quá chói ta. Nè. Ôi ôi giống giò nè. Nè nó bư nè. Đó. Bư nè. Khui hè. Khui hè. Rồi. Ba bốn em vậy bạn ơi. Nè. Đó. Mấy con còn đây. Rồi ba thằng bự luôn bạn ơi. Ba thằng bự luôn. Đó. Đây hai thằng, đây thằng nữa, ba thằng nha bạn. Rồi tiếp bạn ơi. Thấy dấu giò lừ hết là có lý. Rồi ngập rồi bạn ơi. Cái này ngập rồi. Buồn. Ấy đâu trời. Té ăn cái muốn xỉn niễn mà. Bể bằng đít. Rồi. Ngập rồi. Khui hàng á. Rồi không có nghe bạn. Không thấy gì chứ. Cái cuối cùng. Nước lên ngập quá bạn ơi. Rồi chết quất luôn. Gã không. Rồi cái cuối cùng chất quớt nha bạn. Không có con gì. Ngập lúc rồi. Rồi. Nay được nhiêu à. Dính bộn à. Nay dính bộn à. À. Ôi ôi. Sướng quá rồi. Rồi để về mình đổ cho ra cho bạn xem luôn ha. Và xin chào mọi người đã đến với kênh Hiệp Gà TV, nơi review hình ảnh chân thật hiện tại qua từng series. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm những cuộc săn bắt ly kỳ và những tiếng cười sẽ giúp mệt mỏi hay muộn việc bạn tan đi. Cầm cầu đặt vớn hay là đi chài cá trên sông, miền Tây nó luôn tươi đẹp với những cánh đồng lúa mênh mông. Đi ra đồng cùng hồ tôm và bắt cá, kiếm mồi nào ngon ngon chiều nay nhậu cho nó đã. Ta tránh xa nơi thành phố náo nhiệt ồn ào, trở về quê mình sống như tiên, không quan trọng chuyện lầu cao. Và ở nơi nào có thể xóa được nỗi buồn chi ly thì xin mời bạn đến với kênh Hiệp Gà TV. Có đôi lúc bạn sắp thấy cuộc đời đã chán nản, nhưng vẫn phải bước đi hiên ngang giữa muôn vàng lo toan và cố vô vàng những vật cản ngán thân tràn vô thức man. Don't deserve tomorrow, we be alright day man. Don't deserve, hãy cứ làm những điều mà mình thích. Camera vẫn luôn sẵn sàng bấm chữ record đồng mình nhất. Và cánh đồng quê, cảnh sông nước thật hữu tình. Đi nơi đâu cho xa, có đâu bằng miền quê của mình. Anh thích tiếng đàn từ từng tan dưới đêm trăng mơ màng. Anh thích em gái mặc áo và ba dáng thức tha dịu dàng. Và anh thích được ngồi cùng em ngắm hoàng hôn miền Tây. Những cái điều mà anh thích nhất là ai bấm chữ subscribe. Đây bạn. Lấy ra bạn ơi. Để lấy ra xong rồi mình căng cho bạn ha. Này như nè. Bạn thấy gì một đống luôn á. Rồi mình đổ ra rồi nha bạn, nhiêu nha bạn. À. Để mình căng cho bạn xem bao nhiêu. À 3 kg 6 nha bạn, gần 4 kg luôn nè, 3 kg 6 nè. Đó. Bữa nay trúng rồi bạn ơi, bữa nay ngon rồi. Bữa nay hết bành bành không bạn ơi. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha. Tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.